Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn rồi. Ta đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bãi kiển của chị Thủy ha. Địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị rồi. Ta mình lô mai giống, mai ghép giống siêu ong Sài Gòn nè, siêu ong Bình Lợi. Hàng ghép đời đầu tiên cho cô chú anh chị mình mua về mình sưu tầm bo, mình lấy giống hoặc là mình dưỡng là mình chơi Tết năm 2025 ha. Với lại là cúc hoàng đế của chú anh chị ha, ba giống ha. Hôm nay có lên ba giống ha. Hàng siêu vip, hàng lấy bo từ đời đầu. Nói chung là hàng là bảo hành giống cho cô chú anh chị mình hết, nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm sưu tầm ha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn chị Thủy nha. Chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay trở lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em mẹ yêu thích mai vàng nha. Thì hôm nay trở lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai siêu bông Sài Gòn nè, rồi cúc hoàng đế, rồi siêu bông Bình Lợi. Tại thì cũng có mấy giống rồi, bản em thì cũng có nhiều đó. Thôi vợ thì không mất làm thời gian nữa thì em giao luôn là mã số 1B nha. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn đầu liếp nha. Đó. Cây này thì em ghép nó dạ mùa chỗ ghép to luôn á cô chú anh chị. Con lại hai lần rồi đó. Chà bá luôn cô chú anh chị ha. Đầu ghép cũng bằng tay tờ, bằng tay cái em luôn cô chú anh chị. Quỳnh thân nó chỉ có 19 nè. Rồi. Chiều cao là mình được 100. Tán ngang là mình 100. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.500.000 em bao phí ship nha. Rồi 1.500.000 ha. Rồi. Rồi mình đợi cây luôn nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 2B nha cô chú anh chị. 2B là giống gì đây chị ơi? Tiếp theo mã số 2B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn đó nha. Cái tàn cũng khép tròn luôn cô chú anh chị ha. Đóng mấy cây này thì em ghép lâu lắm rồi nha cô chú anh chị. Nè, cái này mấy chọc bo nó hầu như là liền hết rồi nha cô chú anh chị ha. Nè, mấy cái chọc bo ghép nè cô chú anh chị ha. Nè, hầu như là liền với cái đầu ghép trơn luôn cô chú anh chị ha. Nè. Đó. À, 95 cho tới 100% luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Cây này thì bộ đế là cũng đẹp lắm nè cô chú anh chị. Đế cũ nở ha, rễ bỏ bàn đều luôn. Rồi, thông số luôn ha chị. Quỳnh thân tại điểm này là được 22. Rồi. Cái này thì cái chậu này là lọt lòng là chậu 5 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là mình được 120. Tán ngang là mình được 130. Rồi. Rồi cái này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.500.000 thôi nha. Đó, rồi, 2.500.000 là mình có một cây siêu bông Sài Gòn tợi già mùa về chơi Tết năm 2024 nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cái ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 3B. Rồi. 3B đây là một cây siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Rồi, ghép phong tàn thông cô chú anh chị ha. Mấy cây này cũng ghép già mùa dữ lắm cô chú anh chị ha. Nè. Mấy chọc ghép cô chú anh chị ha. Chọc này chọc nấy ha. Bằng tay út của em á cô chú anh chị ha. Tay em là nam cũng khá là bự mà nó bằng tay út em là cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha. Bình thân được 20. Rồi. Chiều cao được 98. Tán ngang là mình được 86. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.300.000 thôi nha. Rồi 1.300.000 ha. 1.300.000 có một cây siêu bông Bình Lợi to đùng luôn. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 4B. 4B đây là một cây cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Cái tàn cũng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Này già mùa cô chú anh chị ha. Tàn quá trời bự luôn. Chục ghép nó bự lắm nha cô chú anh chị ha. Cúc hoàng đế thì bông nó thì to rồi đó cô chú anh chị em mình cũng biết rồi. Là tổ chùm mà bông to. Tàn khủng khiếp, bo già cô ghép hàng giả cô chú anh chị. Hoành thân được 21. Rồi. Chiều cao là 90. Tán ngang là 125. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 1.500.000 thôi nha. 1.500.000 bao ship luôn hả chị? Rồi. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 5B. Rồi. 5B là một cây siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Hàng già mùa hết nha cô chú anh chị ha. Hàng này thì ghép nó trước ba cái kia nên nó già mùa. Hàng bo đời đầu của cô chú anh chị ha, lúc mới mua về mới có bo là nhà vườn ghép cho cây này rồi ha. Hoành thân được 18. Rồi. Chiều cao là 107. Tán ngang là 114.
Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ 1.300.000 thôi nha. Rồi 1.300.000 ha. Rồi. Mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 6B. Rồi. Sáu B là một cây cúc hoàng đế nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cây hoàng đế này trời ơi, Tết nay mình chơi bông một cái là mình thấy ra thấy cảnh. Rồi, không xấu cái này luôn hả chị ha. Hoành thân là mình được 21. Rồi. Chiều cao là 95. Tán ngang là mình được là 84. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 1.400.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 7B. Tiếp theo mã số 7B là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Mấy cây này lấy bo khủng khiếp luôn. Đấy nếu mà lấy bo là nhiều nha cô chú anh chị ha. Mà không mình tàn cũng rất là đẹp rồi cô chú anh chị ha. Mấy cây này là chơi tới là khỏi chê luôn á. Thời điểm này cô chú anh chị mình mua sẽ giá cực kỳ rẻ ha. Chứ mà nếu mà để mà Tết mình, nếu mà nói mà Tết thì nói chung là cô chú anh chị mình sẽ mua giá nó hơi cao quá cô chú anh chị ha. Là cô chú anh chị mình mua thì mình tranh thủ ha. 22. Rồi. Chiều cao là được 95. Tán ngang là 100. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 9.400.000 thôi nha. Rồi 1.400.000 bao ship ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 8B. 8B còn một cây siêu bông bình lợi nữa nha cô chú anh chị. Đa phần cái lô này là lô già mùa cô chú anh chị ha. Hầu như 10 cây này không phải đa phần nữa. 100% 10 cây này là đã đôn 2 lần cô chú anh chị, 1 đến 2 lần cô chú anh chị ha. Hoành thân được là 22. Rồi. Chiều cây cao là 80. Tàn đều cực kỳ luôn cô chú anh chị ha. Tán ngang là 80. Rồi. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 1.400.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 9B. 9B là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, cây tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Chứ rồi thì nó đều với cái mấy cây này già mùa nên chột rồi nó khỏe nó mập. Rồi, thông số cây này luôn ha chị ha. Bình thân 20. Rồi. Chiều cao 101 em tính tâm đi. Tán ngang là 92. Rồi. Rồi cái này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 1.400.000 thôi nha. Rồi 1.400.000 ha, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này thì nhà vườn ship hàng cho cô chú anh chị mình sẽ không ship chậu ha, hàng này vì hàng thuần chậu. À, bó bầu gửi đi thì nó sẽ an toàn hơn nha cô chú anh chị nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10B. Tiếp theo mã số 10B cũng là một cây siêu bông bình lợi nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này tàn ngon lành nha cô chú anh chị ha. Rồi thông số cái này luôn hả chị. Trời ơi. Dáng trực tàn thông cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Hoành thân tại điểm này được 25. Rồi. Bình lợi hàng già mùa. Cao làm được là 95. Rồi. Tán ngang là được 95 luôn. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.700.000 nha. Rồi cái này cuối clip. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình ưng biết được cây nào thì mình vào xem và ủng hộ giúp em ha. Thì em rất là cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em mình ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.